Để update thì anh em cứ mở cái file update lên. Rồi, sau đó các anh em bấm vào bên trong file update. Đến khi nó hiện lên các cái thư mục Cebu, Vega, Run này nọ nè. Rồi, anh em bấm Extract To. Phải vô đây nha, phải vô thư mục. Hiện lên cái thư mục này thì mới bấm Extract To. Sau đó các anh em sẽ chọn cái thư mục version cũ của mình. Ở đây là thư mục Wedding Beauty nè. Các anh em chọn làm sao để nó hiện ra cũng Cebu với Vega luôn. Như vậy nè. Tức là đúng. Sau đó anh em bấm OK. Đó. Khi đúng thư mục rồi, nó sẽ hiện lên cái phần chép đè. Nếu mà không hiện chép đè này thì là anh em update không đúng nha. Khi hiện chép đè rồi, anh em bấm Yes to All. Rồi. Sau khi nó chép đè lên xong, các anh em cứ sử dụng như bình thường. Sử dụng như bình thường thôi, không cần phải làm gì nữa. OK ha.